là vô thường, khổ, không, vô ngã. Nếu nói hẹp lại thì nói một là tịch diệt, tức niết bàn. Vì sao? Vì vô thường cũng tức là khổ. Nói về vô thường cũng tức là nói về khổ đế và tập đế. Nói về vô ngã cũng tức là nói về diệt đế và đạo đế vậy. Lại nữa, các pháp hữu vi đều là vô thường, đều do nhân duyên hòa hợp sanh, nên chẳng có tự tại, nên là vô ngã, vô tướng vậy. Nếu tâm chẳng chấp vô tướng là được tịch diệt tướng, tức là được tướng niết bàn vậy. Trong kinh nói, các pháp chẳng có sanh, chẳng có diệt, chỉ là một tướng, nhất tướng, là chẳng có tướng, vô tướng. Vì là vô tướng nên là tịch diệt tướng niết bàn vậy. Niệm tăng. Hỏi: thế nào gọi là niệm tăng? Đáp: niệm Phật tam muội là niệm thân Phật, niệm pháp Phật và niệm hết thảy thánh chúng. Vì sao? Vì Phật tán thán chúng đệ tử là chúng trì giới đầy đủ, hay phá trừ các oán tặc phiền não kiết sử, đã xuất ly khỏi sự sợ hãi và tội lỗi, đã rõ biết tự tâm chẳng còn nhiễm chấp hỷ lạc. Bởi nhân duyên vậy nên cả năm chúng đệ tử của Phật đều đầy đủ công đức, đầy đủ thiền định, trí huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Cung kính cúng dường chúng tăng được hai điều lợi, đó là được đầy đủ quả báo phước đức, được đầy đủ trí huệ. Thế gian gọi chúng tăng là vô thượng phước điền, ví như đã có được ruộng tốt mà còn siêng năng cày sâu cuốc bẫm, chọn hạt giống tốt, bón phân tưới nước đầy đủ, bắt sâu nhổ cỏ thường xuyên, thì chắc chắn sẽ được mùa gặt hái tốt. Chúng tăng là ruộng phước, nếu hành giả dùng cày trí huệ bới tróc gốc các phiền não kiết sử, gieo hạt giống từ bi, dùng tính, tấn, niệm, định, huệ nhổ sạch các cỏ dại, tham, sân, si, hành sáu pháp ba la mật làm chất bón, lấy tâm thanh tịnh làm nước tưới, chắc chắn sẽ được lợi lạc, được phước đức ở đời này và cả đời sau. Trong kinh có ghi các mẫu chuyện như sau. Vào thời Phật Tỳ Bà Thi, vị tỷ kheo Bạc Câu La chỉ đem một quả lê cúng Phật. Do nhất tâm thanh tịnh cúng dường Phật mà vị tỷ kheo này được hưởng phước báo trong 91 kiếp ở cõi trời, nay lại được gặp Phật Thích Ca Mâu Ni, xin xuất gia và chứng quả vị A-la-hán. Lúc Đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời, có một người phát tâm làm một cái nhà nhỏ để cúng dường Phật. Về sau được phước báo, được nghe Phật thuyết pháp, chứng quả A-la-hán. Cúng dường ít mà được phước báo nhiều, nên nói chúng tăng là vô thượng phước điền của chúng sanh vậy. Hỏi: Phật dạy ngài Cấp Cô Độc rằng, người xuất gia vào đạo có hai hạng là hữu học và vô học. Vì sao có thuyết nói là phước điền tăng có đến 8 bậc? Đáp: đúng như vậy, xuất gia vào đạo có hai hạng là hạng hữu học và hạng vô học. Đây là y theo đạo Thanh Văn mà nói có 8 bậc. Vì sao? Vì đạo Thanh Văn có hai pháp tu là tính hành và pháp hành. Trong đạo Thanh Văn, về tính hành và pháp hành gồm có 4 hướng và 4 quả, nên gọi là 8 bậc Thanh Văn. Người được tính hành và pháp hành mà vào được tư duy đạo thì gọi là được tính giải thoát. Lại nữa, người tu mà niệm tăng thì sẽ được đồng giới và đồng kiến, nên được nhất tâm hoan hỷ, thường tùy thuận các pháp mà chẳng bao giờ trái với Phật pháp vậy. Tăng là vị thầy thuốc giỏi chẩn bệnh cho thuốc, thuốc ấy chính là giới thanh tịnh, là giới pháp của Phật vậy. Nếu nhất tâm cung kính cúng dường chư tăng sẽ đoạn trừ được ba độc tham sân si, nên phải niệm tăng. Lại nữa, tăng có vô lượng trí, vô lượng phước, chẳng thể nghĩ bàn được, nên phải niệm tăng. Trong kinh có ghi mẫu chuyện sau. Có một ông trưởng giả đến thưa vị tri sự để xin thỉnh chư tăng về nhà cúng dường một buổi cơm.
vị tri sự không để cho các vị sa di đi thọ thỉnh. Vị tri sự đáp: vì thí chủ không muốn thỉnh người nhỏ tuổi. Rồi nói tiếp bài kệ: thí chủ thỉnh cao niên, đầu tóc bạc như tuyết, răng lông da nhăn nhíu, bước chân đi yếu đuối. Vị sa di liền dùng kệ đáp lại rằng: thí chủ thật vô trí, chấp hình chẳng thấy đức, không ưa người nhỏ tuổi, chỉ thỉnh toàn người già. Lúc bấy giờ có một vị tăng đã lớn tuổi nói kệ rằng: tướng của bậc trưởng lão chẳng y nơi tuổi già, hình gầy râu tóc bạc, nếu chẳng có đức hạnh, chẳng xả quả tội phước, không đáng gọi trưởng lão. Tinh tấn hành phạm hạnh mới đáng gọi trưởng lão. Vị sa di suy nghĩ rồi dùng kệ nói lên ý nghĩ của mình: được khen hay bị chê, tâm tôi thường bình đẳng, nhưng thấy người bán pháp, tôi chẳng thể làm ngơ. Hãy mau tìm thí chủ dùng pháp để dạy người, nếu tôi chẳng độ được, khác nào tôi phụ người. Suy nghĩ như vậy rồi, vị sa di dùng thần thông tự biến thành một vị tăng già, đầu tóc bạc phơ, ung dung đi đến nhà vị thí chủ. Ông trưởng giả vừa trông thấy bóng dáng vị tăng già liền cung kính trước vào nhà. Khi đã vào trong nhà, đã ngồi vào bàn ăn, vị sa di lại tự biến trở lại nguyên hình một vị tăng trẻ tuổi. Ông trưởng giả thí chủ thấy việc kỳ lạ, sanh tâm sợ hãi, dùng kệ thưa rằng: vừa thấy tướng trưởng lão, sao nay ngài trẻ măng, ngài dùng thuốc hoàng đồng, thật là việc kỳ lạ. Vị sa di dùng kệ đáp lại: tôi chẳng phải phi nhân, xin ông chớ sanh nghi, do bình luận tăng chúng là việc rất có hại, nên tôi thương xót ông mới đến đây hóa độ. Ông nên biết thánh chúng huệ đức chẳng thể lường, như thấy nghêu lường biển, chẳng sao làm được vậy. Hết thảy trời và người chẳng ai lường được tăng. Tăng quý nơi công đức, chớ sanh tâm phân biệt, chớ y năm tháng sanh mà xem thường trí đức, giải đãi không trí huệ, tuy già vẫn thua trẻ. Vậy nên bình luận tăng phạm lỗi lầm rất lớn, ví như dùng ngón tay cố thăm dò đáy biển, chỉ khiến người cười chê. Hãy nghe lời Phật dạy, bốn pháp tuy là nhỏ, chẳng nên sanh khinh người. Thái tử nay tuy nhỏ, sẽ kế vị làm vua. Rắn độc tuy thân nhỏ, có thể cắn chết người. Lưỡi người tuy rất nhỏ, mà luận nghị khôn cùng. Sa di tuy tuổi nhỏ, vẫn có được thần thông. Giống như trái chim la, sống mà tợ như chín, chín mà tợ như sống. Đệ tử Phật bốn hạng, khó bề phân biệt được. Hạng thành tựu thánh đức, oai nghi cùng nói năng, đích thực là bậc thánh. Hạng thành tựu thánh đức mà oai nghi nói năng, không ra vẻ bậc thánh. Hạng chẳng có công đức, oai nghi cùng nói năng, không ra vẻ bậc thánh. Hạng chẳng có công đức mà oai nghi nói năng, tợ như là bậc thánh. Ông chẳng có biết rõ, sao dám bình luận tăng. Nếu ông hủy bán tăng là tự hủy bán vậy. Ông phạm tội rất lớn, nhưng thôi đừng nhắc nữa. Từ nay trở về sau, ông nên xả tâm nghi, nguyện thành tâm sám hối. Rồi vị sa di nói kệ tiếp: thánh chúng thật khó lường, nhìn oai nghi khó biết. Chẳng phải y tập tánh, chẳng phải y đa văn, chẳng phải do oai nghi, chẳng phải do tuổi tác, chẳng y nơi dung mạo, chẳng do tài nói năng. Thánh chúng như biển lớn, công đức rất sâu dày. Phật thường tán thán rằng: thánh chúng là ruộng phước, gieo ít gặt quả nhiều. Vậy nên cúng dường tăng, chớ nên sanh phân biệt tăng già với tăng trẻ. Như người mới vào rừng, làm sao phân biệt được loài hoa quý chim bạc ẩn trong đám y lan. Vậy nên muốn niệm tăng, chớ nên cố phân biệt tăng hiểu rộng biết nhiều với tăng hiểu biết ít. Như Maha Ca Diếp khi xuất gia hành đạo, chỉ mặc phấn tạo y, nhưng giá trị muôn vàng,
Ngài thường đi hành thất với bề ngoài bình dị, nhưng có ai biết được đó là bậc thánh nhân. Thánh chúng cũng như vậy, chớ giấy tâm phân biệt. Trong chúng tăng rộng lớn, phải lấy giới làm trọng, vị tăng nào phá giới chẳng thuộc vào tăng số, ví như nước biển lớn chẳng dung nạp thay người. Ông trưởng giả thí chủ nghe lời vị sa di dạy, lại vì đã thấy rõ thần thông của vị sa di trẻ tuổi này, nên liền chắp tay sám hối, dùng kệ thưa rằng: Đại đức đã phá nghi, tôi nay mai được gặp, nếu mà chẳng thưa hỏi, thật là ngu trong ngu. Vị sa di đáp: Ông muốn thưa hỏi điều gì, tôi sẽ xin giải đáp. Ông trưởng giả thưa: Phật bảo thanh tịnh và tăng bảo thanh tịnh, bên nào thắng hơn? Vị sa di đáp: Tôi chẳng thấy Phật bảo và tăng bảo có hơn có thua nhau gì cả. Vì sao? Có một thời Phật đi khất thực trong thành Xá Bà Đề, gặp một bà la môn đằng xa đi đến chắn đường. Ông bà la môn có vẻ đăm chiêu, suy nghĩ rằng: